Thiếu niên học nhịn, trung niên dám liều, vãn niên giác ngộ. Cổ nhân dạy, ở từng độ tuổi của cuộc đời, phải biết nhận thức bản thân cần gì. Chỉ có như thế mới không sống phí hoài một đời. Cổ nhân dạy thiếu niên nên học nhịn. Lưu Triệt là con thứ 9 của Hán Cảnh Đế. Mẹ ông cũng không phải hoàng hậu, thế nên theo tục lệ kế thừa, ông ấy không có cơ hội lên làm hoàng đế. Thế nhưng trường hợp của Lưu Triệt lại hoàn toàn ngược lại so với tục lệ của tổ tiên. Quả thật, thế gian có rất nhiều chuyện kỳ lạ, có nhiều trường hợp dùng 100.000 thủ đoạn nhưng chẳng thu lại được gì. Cũng có những trường hợp không muốn trồng cây liễu, nhưng liễu tự nhiên xanh bóng mát. Vào thời điểm đó, Hán Cảnh đến chỉ định con trai của phi tần mình yêu thích là Lịch Cơ lên làm thái tử. Có lần, chị của nhà vua đến gặp Dương Lịch Cơ, ngỏ ý muốn gả con gái của mình, nhưng Lịch Cơ đã từ chối dù vị công chúa đó uy quyền rất cao. Công chúa dù bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc, rời mục tiêu của mình sang Lưu Triệt. Công chúa dẫn con gái đến phủ của bà Vương, sau đó cười hỏi Lưu Triệt 7 tuổi rằng: "Con muốn có cô dâu không?" Lưu Triệt nghe xong liền gật đầu. Sau đó, công chúa lại chỉ vào con gái mình và hỏi: "Vậy con lấy A Kiều nhà ta nhé." Lúc này, Lưu Triệt đột nhiên sáng dạ tức thì, lập tức nói: "Nếu có thể lấy được A Kiều làm vợ, vậy con chính là được vàng trong nhà rồi." Có lẽ Lưu Triệt chưa bao giờ nghĩ rằng chính câu nói vô tình này đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh đời mình. Không lâu sau đó, hoàng đế cho Lưu Triệt làm thái tử. Vào năm 141 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế qua đời, Lưu Triệt lên làm hoàng đế nhà Hán. Tuy chưa thành niên lúc cai quản ngai vàng, nhưng tham vọng của ông không hề nhỏ. Sau khi lên ngôi, Lưu Triệt đã đích thân tuyển chọn một nhóm nho sĩ đảm nhận những chức quan quan trọng trong triều đình, với hy vọng những người này có thể tạo nên một thời đại nhà Hán thịnh vượng trường tồn. Thế nhưng những gì ông ấy nghĩ quá đơn giản. Ỷ thế ông còn nhỏ, thái hậu muốn lên nắm chính quyền. Lúc này Lưu Triệt nhận thức rõ ràng rằng thay vì tranh luận với bà thì kết cục sẽ không đi đến đâu. Tốt nhất ông nên im lặng, làm giàu mạnh thực lực của bản thân. Sau khi sáng tỏ, ông đã dành một năm xây dựng Thượng Lâm Uyển để nghiên cứu sách quân sự và tập cưỡi ngựa, bắn cung. Ngoài ra, ông cũng bí mật chiêu mộ nhiều nhân tài, đào tạo trở thành thân tín của mình. Từng bước vững mạnh, giành lấy quyền hành của chính mình. Trong tâm thuật có một câu nói rằng, một lần nhịn có thể khống chế được hàng trăm sỉ nhục, một lần im lặng có thể khống chế được hàng trăm động tác. Khi còn trẻ, chúng ta thường vội vã muốn chứng tỏ bản thân, nhưng cái nhận lại chỉ là những trận đả kích. Những người bốc đồng, tự cao tự đại, từ xưa cho đến nay đều không đạt được thành tựu gì to lớn cả. Ngược lại, người càng chịu đòn, càng im lặng, cố gắng mới là người có đại trí huệ, có thể làm nên đại nghiệp. Thế nên, theo lời cổ nhân dạy, khi còn trẻ, ta nên học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, cố gắng gìn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Đó mới là lựa chọn của người khôn ngoan. Cổ nhân dạy, trung niên dám liều. Năm 135 trước công nguyên, thái hậu qua đời vì bạo bệnh, Lưu Triệt chính thức trở thành người nắm quyền cao nhất nhà Hán. Lúc này, Hán Vũ Đế Lưu Triệt quyết định tiến đánh Hung Nô để mở rộng bờ cõi. Nhưng trong những vị tướng, có người lại không đồng ý, cho rằng việc này sẽ gây tổn hại cho đất nước. Thế nhưng, Lưu Triệt vẫn kiên quyết thực hiện đến cùng. Ông còn đưa ra nhiều biện pháp mạnh khiến các quan lại sợ hãi, tin phục. Nhờ đó mà uy danh của nhà Hán
lan rộng sang các nước ngoại quốc khác. Tuổi trung niên chính là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Nếu bạn gặp khó khăn, bạn nhất định phải đủ can đảm vượt qua nó. Nếu không, bạn sẽ mất đi tất cả sức sống, đam mê và trở thành một người chỉ biết tháo chạy. Bước sang ngưỡng cửa trung niên, nhất định bạn phải học cách nắm bắt cơ hội, dũng cảm phá vỡ giới hạn của mình. Lòng gan dạ là nhờ tôi luyện mà thành, không phải ai sinh ra cũng đã có. Chỉ khi bạn làm việc chăm chỉ hết mình, cuộc sống mới mở ra cho bạn nhiều cánh cửa hơn. Cổ nhân dạy, vãn niên giác ngộ. Sinh lão bệnh tử là chuyện mà ai cũng phải trải qua trong đời. Đối với Hán Vũ Đế Lưu Triệt, trường sinh bất lão là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của cả đời ông. Thế nên ông cho tìm thần Phật, pháp sư ở khắp mọi nơi với mong mỏi có thể tìm ra loại thuốc giúp mình trường sinh bất lão. Biết được ý muốn của hoàng đế, những người đẹp trong cung vì tranh sủng đã tung tin đối phương nhạo báng, khiến Lưu Triệt sống trong nghi ngờ. Một đêm nọ, Lưu Triệt mơ thấy có người làm người gỗ để chủ yếm mình, khiến ông ngủ dậy liền cảm thấy cả người mệt mỏi. Thái tử khi đó bị Giang Sung vu oan là người làm hình nhân gỗ để hãm hại hoàng đế, nên trong lúc tức giận đã ra tay giết chết Giang Sung. Lưu Triệt thấy vậy, nghĩ thái tử có lòng mưu phản thật, vì thế liền sai quân đánh giết mà không nói một lời. Một giấc mơ không biết thực hư lại khiến nhiều người phải chết. Mãi đến 2 năm trước khi qua đời, Lưu Triệt mới ngẫm nghĩ lại, xấu hổ và viết một bài kể về tội của mình. Khi về già, con người ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, tự xem lại khuyết điểm trong quá khứ, tự sám hối và tự biết chuộc lỗi. Bởi lẽ đã trải qua gần cả đời người, nên người ta thường sẽ ngộ ra những điều mà khi còn trẻ chưa từng nghĩ đến. Lợi danh thoảng nhẹ tựa mây khói. Bao nhiêu yêu thương thời bong bóng, nhân duyên trần thế ai biết chăng. Đời người giống như là quán trọ, tá túc vài hôm phút chạnh lòng. Quanh năm quay cuồng với cuộc sống, danh lợi làm ta hạnh phúc không. Đêm khuya nghe gió thổi ngõ vắng, ngẫm lại đời người buồn mông lung. Duyên đến duyên đi định sẵn rồi, chỉ cần tâm niệm sẽ an vui. Lợi danh thoảng nhẹ như mây khói, tự tại thong dong với nụ cười. Thơ Nam Minh. Tiếng thở dài. Tỉnh dậy lá vàng rơi chốn ngõ, mùa thu chợt đến tự bao giờ. Ta sống xô bồ quên năm tháng, quên cả mùa thu, quên ước mơ. Cuộc đời mấy chốc mà trôi qua, như một giấc mộng đêm năm nào. Luân hồi trả nghiệp bao đau khổ, buồn vui trải mãi đến kiếp nào. Gió thổi khiến lòng ta se lại, đời người cực khổ là vì ai. Trong mê ở nơi tình nhân thế, tự hỏi trời xanh tiếng thở dài. Đời người qua như giấc mộng, lang thang cõi mê vạn năm nay. Kiếp này kiếp trước bao đọa đày, ân oán đời đời luôn báo mãi. Khi nào mới hết chuyện đắng cay? Danh lợi tiền tài tựa mây khói, chỉ mấy chục năm có đáng chi. Vậy mà bao người lưu luyến mãi, đến khi nhắm mắt còn lại gì? Bao năm cười khóc nơi cõi đời, mà lòng vẫn thấy buồn chơi vơi. Tiếng cồng nơi đâu chợt tỉnh giấc,
đời người qua như giấc mộng thôi.